Sau khi tổ chức thành công hai phiên kết nối giữa các doanh nghiệp Yusa Yokohama Nhật Bản và các doanh nghiệp Đà Nẵng, sáng nay, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng và Hội Doanh nghiệp thành phố Yokohama Nhật Bản quyết định tổ chức chương trình Business Matching phiên 3. Tham dự chương trình có ông Tomioka Norio, đại diện chính quyền thành phố Yokohama, Nhật Bản. Tại văn phòng Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, chương trình Business Matching được tổ chức trực tiếp và trực tuyến song song để các doanh nghiệp Nhật Bản và Đà Nẵng không có cơ hội tham gia trực tiếp sẽ tham gia online. Ngoài việc giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh tại Đà Nẵng, nhiều lĩnh vực Đà Nẵng ưu tiên thu hút đầu tư và các chủ trương chính sách ưu đãi của thành phố, chương trình đã dành nhiều thời gian để doanh nghiệp hai bên đang hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, xử lý rác thải, xử lý nước thải và tiết kiệm năng lượng trực tiếp giới thiệu cụ thể về thế mạnh sản phẩm của mình và nhu cầu hợp tác, trao đổi thảo luận để hiểu rõ hơn những mong muốn của hai bên. Ngày cái phiên thứ ba, nó là một cái phiên đi sâu hơn, nắm sâu sát cái thế mạnh giữa hai thành phố Yokohama và thành phố Đà Nẵng mà cả hai chính quyền thành phố đều quan tâm, đó là tập trung vào ba mảng chính: mảng IT, mảng thành khu công nghiệp xanh và mảng phát triển bền vững. Và điểm khác biệt thứ hai là lần này chúng ta có cái sự đồng hành cùng từ phía chính quyền để làm sao mà hiểu được cái chỉ đạo từ phía chính quyền mà sự phối hợp giữa các cái doanh nghiệp của YVA và phía Yusa của thành phố Yokohama nó được đi đúng và nó có sự tương tác hỗ trợ giữa chính quyền thành phố. Tôi tới đây có nghĩa là tôi giới thiệu một số sản phẩm của công ty, mà qua các sản phẩm này có thể là kết hợp với các cái công nghệ hoặc là các công ty của Nhật để đưa vào trong những cái công trình của họ. Ví dụ như chúng tôi có một số sản phẩm về vi sinh với giá rẻ và cái hiệu quả cao, một số các vi sinh xử lý mùi hôi bãi rác, mùi hôi nước thải và xử lý nước thải. Ông Tomioka Norio, đại diện chính quyền thành phố Yokohama, Nhật Bản, đánh giá rất cao hiệu quả và tính thiết thực của chương trình và cho rằng, bên cạnh những sự kiện xúc tiến đầu tư quy mô giữa hai thành phố, cộng đồng doanh nghiệp rất cần những phiên kết nối trực tiếp như thế này. Chính quyền thành phố Yokohama, Nhật Bản cam kết sẽ luôn đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư hợp tác với doanh nghiệp Đà Nẵng. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc kết nối giữa doanh nghiệp hai thành phố với nhau ở từng mảng này với mảng kia, thì trong quá trình đó chúng ta sẽ phát hiện ra được những cái giải pháp, tìm kiếm được những cái giải pháp phù hợp cho cả hai bên, và từ đó dựa trên cái kỹ thuật của phía Nhật Bản cũng như là những cái yêu cầu từ phía Việt Nam, chúng ta đưa ra những cái giải pháp phù hợp mới đối với thành phố Đà Nẵng. Thì như vậy tôi nghĩ đây là một hoạt động cực kỳ thiết thực và nó có một cái nghĩa đóng góp lớn vào cái việc là thay đổi cũng như là theo phát triển chung giữa cái định hướng giữa chính phủ và thành phố. Nhật Bản đang là quốc gia dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho 222 dự án. Yokohama và Đà Nẵng lại là hai thành phố kết nghĩa nên việc kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên càng thêm ý nghĩa. Theo kế hoạch, sau chương trình này, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng và Hội Doanh nghiệp thành phố Yokohama, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên kết nối cụ thể hơn để đi đến những hợp tác chính thức.